Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Tuyêu Ngày. Hôm nay mình sẽ trở lại vấn đề về con động cơ ha. Thì nói thật cho các bạn biết thì mình thực sự là không có chuyên về bên động cơ này, nhưng mà mình cũng biết được sơ sơ những cái vấn đề của con động cơ. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ cái mình biết cho các bạn á, là cái vấn đề là nhìn vào cái tem của con động cơ của nhà sản xuất, chúng ta có thể cách nhận biết được là có thể đấu nó chạy ở chế độ nào, chạy chế độ sao, hoặc là chạy chế độ tam giác, cấp điện áp nó là mình chạy điện áp máy đó, và những cái thông số cơ bản của cái con động cơ, cho một số các bạn muốn tìm hiểu và hiểu rõ hơn về nó, về những thông số nó. Thì cái động cơ ở nhà sản xuất nào cũng vậy, cũng có cái te mạc, cái tem động cơ là như cái hình các bạn đang theo dõi trên màn hình đó. Đó thì chúng ta sẽ xem cái thông số, những cái thông số cơ bản mà để xác định con động cơ đó là những cái thông số như sau. Thì trước tiên là chúng ta sẽ xem là số HP đó, số HP là số ngựa của con động cơ đó, bao nhiêu ngựa. Tiếp theo là số kilowatt đó, kilowatt, và tiếp theo là số vòng trên phút, là con động cơ này chạy bao nhiêu vòng trên phút. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ xem cái điện áp là bao nhiêu volt, chạy ở chế độ nào nó, và cái ampere của nó. Đó, thì trên cái tem động cơ chúng ta chỉ chú ý những cái thông số cơ bản đó thôi, và nhìn trên cái tem này chúng ta sẽ biết được nó chạy cấp điện áp nào và đấu như thế nào thì nó chạy như sẽ được như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rõ là sao sẹt tam giác và 220-38, có nghĩa là nếu chúng ta đấu cái động cơ này theo kiểu tam giác thì chúng ta sẽ cấp điện áp nó là 220 V. Đó là nó sẽ chạy được, nhưng có điều chúng ta phải thêm tụ. Đối với động cơ 3 pha mà chạy cho sử dụng điện áp 1 pha thì chúng ta sẽ đấu theo kiểu tam giác, và chúng ta có gắn tụ, đồng thời là có mặt chích ghi tâm để chúng ta đề nó tụ phóng và tụ làm việc ha. Còn nếu chúng ta cấp ở điện áp 380 V thì chúng ta sẽ đấu sao, sẽ đấu cho động cơ chạy sao. Đó thì là như vậy, theo quy định là vậy. Và thực tế luôn thì nếu mà chúng ta đấu tam giác mà chúng ta cho chạy cấp độ 380 V thì động cơ nó sẽ bị làm việc không được, nó không làm việc được, mà nó sẽ bị quá tải, hoặc là nó bị giật, hoặc là nó bị ghi. Nó thì có nhiều tình huống nó như vậy xảy ra. Còn giống như ngược lại, nếu mà các bạn đấu sao mà các bạn cho chạy chế độ 220 V thì cũng không được luôn, nó cũng tương tự như trường hợp hồi nãy. Thì nói tóm gọn là cho bạn dễ hiểu, ở đây chúng ta sẽ thấy hình sao và tam giác, sẹt tam giác, thì có nghĩa là 220-38 V, có nghĩa là nếu chúng ta cho đấu ở động cơ này chạy đấu theo kiểu tam giác đó, thì chúng ta phải cho chạy điện 220. Còn nếu mà đấu ở theo kiểu sao là ba đầu vào nguồn và ba đầu cuối chụm lại đó, thì chúng ta sẽ cấp điện áp 380 V cho nó. Còn ở đây là cái số ampere còn động cơ cho phép làm việc. Thì đây là cái ampere, nếu mà chúng ta cấp điện áp 220 đó thì ampere của nó cho phép là 49,1 ampere. Còn nếu chúng ta cấp điện áp 380 cho nó thì cái ampere cho phép nó là 28 ampere. Và cái động cơ này thì nó không, chúng ta không lắp cho nó chạy khởi động hai cấp được, hai cấp là sao tam giác đó, chúng ta không cho nó chạy hai cấp được, vì động cơ này theo cái cách quấn của nó thì là chỉ là sử dụng một cấp thôi, tức là cho nó chạy khởi động trực tiếp thôi, chứ không có thể mà khởi động sao tam giác được ha. Nó chúng ta không cho nó chạy khởi động sao tam giác được. Rồi một hồi mình sẽ hướng dẫn cho bạn, sẽ thực tế cho bạn xem một cái con động cơ mà như thế nào thì nó sẽ chạy được hai cấp là sao tam giác. Còn khi mà các bạn nhìn trên cái tem động cơ, đối với động cơ 3 pha, con động cơ 3 pha đó, tất cả nếu mà nó ghi 220-380 thì các bạn sẽ không cho nó chạy hai cấp là sao tam giác được, ha. Chúng ta sẽ không lắp cho nó khởi động hai cấp mà chúng ta sẽ lắp trực tiếp thôi. Nhưng cái điều bạn sẽ xem theo dõi là chúng ta sẽ lắp theo đấu theo cái kiểu nào để cho nó chạy cái điện áp đó cho nó phù hợp. Nó thì con động cơ này là 20 ngựa 15 kg với số vòng là 2920 vòng trên phút. Đó, thì ở đây do nhà máy công nghiệp mình ở đây điện 3 pha thì mình sẽ cấp điện áp 380 V cho nó, và cái ampere cho phép nó là 28 ampere khi mà mở máy lên cho làm việc không tải.
thì nó chừng khoảng nửa ampe, phân nửa ampe là khoảng 10 14 15 ampe thôi. Còn khi mà có tải vô thì nó không được vượt quá con số 28 này. Nếu vượt quá 28 này thì động cơ nó sẽ gây cháy, thì chúng ta sẽ bảo vệ bằng cái rờ le nhiệt của nó. Chúng ta sẽ chọn rờ le nhiệt phù hợp cho cái số ampe này, cho nó tương đương hoặc nó thấp hơn, chứ nó không thể vượt quá cái ampe cho động cơ để chúng ta bảo vệ nó. Để không thôi, nếu mà vượt quá nó sẽ cháy. Rồi mình sẽ đưa một con động cơ khác nữa, xem cái động cơ đó nó lắp sao tam giác là như thế nào, mình sẽ cho các bạn thấy theo dõi nữa, để mình đi qua con động cơ khác ha. Vâng, và đây là một con động cơ khác nữa, thì đây cũng là một con động cơ 20 HP. Đây các bạn xem đó, nó cũng là động cơ 20 HP, nhưng nó cũng là 15 kW đó, nó cũng là 15 kW. Nhưng ở khác đây là cái số dòng trên phút nó chỉ là 970 dòng thôi. Còn hồi nãy ở trển là cái con động cơ 20 ngựa kia là nó 2000 mấy đó, mình quên, hình như là 2009 hay gì đó. Thì ở đây dòng nó chỉ có 970 dòng thôi, nhưng mà cũng cái số ngựa cũng bằng 20 ngựa, thì số ký cũng 15 ký. Ở đây nó cũng để là sao tam giác, nhưng khác cái điểm là ở đây cấp điện áp là 380 và 660 V đó. Hồi nãy ở chỗ là 220 380 thôi, còn này là 380 660. Thì cái ampe này là nếu chạy điện áp 380 thì nó là 3 triệu ampe, còn nếu chạy điện áp 660 V nó 17,3 ampe đó. Thì để nhận biết được con động cơ mà chúng ta cho chạy khởi động sao tam giác, thì con động cơ nào mà các bạn xem trên cái tem nó, cái điện áp nó ghi là 380 sạc 660, thì các bạn con động cơ đó các bạn có thể lắp cho chạy khởi động sao tam giác. Còn cái con điện áp, còn con động cơ hồi nãy chỉ ghi 220 380 thì con đó mình không cần lắp khởi động sao tam giác cho nó ha. Mình chỉ lắp cấp cho nó để chạy trực tiếp thôi, cấp cho nó là biết được cách đấu nào là chạy điện áp nào theo đấu kiểu sao hoặc là kiểu tam giác thôi. Còn đối với con động cơ nào mà bạn xem á, đối động cơ 3 pha á nha, thì bạn xem nó có để cấp điện áp là 380 660 thì các bạn có thể đấu được cái khởi động sao tam giác đó. Thì chỉ đơn giản người ta nhìn thấy là ta biết được thôi, thấy không? Rồi vào một cái chia sẻ cũng theo kinh nghiệm nữa, thì mình sẽ muốn cho các bạn biết được, thì các bạn muốn biết được cái con động cơ phân bộ 3 pha mà sử dụng điện áp 380 V là ampe là bao nhiêu ampe, thì cách đơn giản các bạn cứ lấy số ký này, lấy số ký các bạn nhân cho 2 là sẽ ra cái số ampe của nó. Thì nói chung cái số ampe này nó không có phải là tuyệt đối, nhưng nó cũng là tương đối chính xác và chấp nhận được cho một cái công suất của con động cơ con bộ 3 pha sử dụng điện áp 380 V. Giả dụ như ở đây là 15 kW thì nhân cho 2 thì nó sẽ là 30 ampe. Thì đây là cái công suất chịu được của con động cơ này là 30 ampe, hoặc là tất cả các con động cơ lớn khác nữa các bạn cứ lấy số ký mà nhân cho 2 là ra ampe của con động cơ đó. Thì đó là có con số tương đối chứ không phải là tuyệt đối chính xác, tại mỗi hãng nó mỗi sản xuất cái ampe lệch khác nhau, nhưng mà nó không lệch nhiều, nó chỉ là 5 ampe, lệch trong vòng là 5 cộng trừ 5 ampe đấu lại thôi, chứ không có nhiều lắm, cho nên ta chấp nhận được đó. Và mình sẽ các bạn nhớ nha, thì khi mà động cơ để gấp điện áp là 220 và 380 thì không chúng ta không cần phải đấu là khởi động sao tam giác. Mà chừng nào mà con động cơ hồi nãy cũng là con động cơ 20 ngựa 15 ký, nhưng mà không lắp cho nó khởi động sao tam giác, nhưng mà ở đây đối với con động cơ này cũng là 20 ngựa 15 ký, nhưng mà ở đây nó để điện áp là 380 660, thì mình lắp cho nó khởi động sao tam giác để nó đề lên, khởi động sao tam giác nó đề cho chuyển hai cấp, cho khi mà chạy thì nó đề chạy sao, còn nó chuyển cấp thì cho chạy chế độ tam giác đó. Thì nếu mà chạy sao tam giác thì chúng ta sẽ đấu con K3 nó đấu hợp dây nè,
chúng ta sẽ đấu theo kiểu tam giác, đó là đầu này cuối kia, thấy không? Hoặc là nói cách đơn giản cho anh em đó là đầu này cuối kia đó, hoặc là A B C thì ở dưới nó là Y Z X, còn hoặc giả là W 1 V 1 U 1 thì nó sẽ là cuối dưới kia là W 1 thì U 2, còn U 1 thì V 2, còn V 1 thì W 1, nó sẽ đầu này cuối kia. Mình sẽ cho bạn xem những con động cơ nhỏ khác nữa, chia sẻ cho bạn nữa ha. Chờ đợi một chút đây, và tới con động cơ này. Cơ này là Tecco 1,5 kg với cái tua. Thì để chúng ta nhìn cái mạc này, thay vì những cái con động cơ kia nó có để dòng danh phúc, nhưng mà đối với có một số động cơ nó không để dòng danh phúc mà nó để RPM, tức là nó là cái tua, nó là tua 1400, cũng có thể là dòng trên phút đó. Và ở đây là nó có cấp điện áp là 220V, là chạy tam giác, là đấu tam giác, còn 380V là đấu sao đó. 380V đấu sao. Cũng có trường hợp ở cái động cơ chúng ta, giả sử như là nó vẫn để là tam giác và sao, nhưng mà cái chỗ tam giác này, tam giác này nó không có để số vọng gì hết trơn á, thì tức là con động cơ đó chúng ta sẽ đấu với cái là chế độ chạy sao chứ không thể đấu chế độ tam giác được. Hoặc giả là có trường hợp nó vẫn để chế độ sao tam giác này nhưng mà nó không có để số 380V ở đây, nó không có để ở đây, thì mình chỉ được đấu theo kiểu chạy tam giác thôi chứ không thể đấu theo kiểu sao. Thì đó là một số cách nhận biết thông dụng và thực tế muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn biết cách mà nhìn vào nó để chúng ta đấu con động cơ theo đúng cách là sao hay là đấu tam giác, hoặc là cho chạy trực tiếp, hoặc là cho chạy thử đường sao tam giác đó. Nó có nhiều vấn đề đó, thì qua cái bài này mong rằng các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cách nhận biết như vậy, cách đấu nó là như vậy. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.